Audi đã vừa hé lộ khoang nội thất của mẫu xe điện Q4 e-tron, với điểm nhấn nằm ở màn hình head-up display thực tế tăng cường. Hình ảnh được tạo ra bởi một bộ PGU nằm sâu bên dưới bảng điều khiển. Một màn hình LCD sẽ hướng chùm sáng tới một tấm gương 2 tầng. Sau đó ánh sáng tiếp tục hướng đến một tấm gương lõm và từ đó phản xạ lên kính chắn gió. Nó sẽ tạo ra hai trường hiển thị riêng biệt. Phía dưới là vùng trạng thái tĩnh, phía trên là vùng hiển thị thực tế tăng cường. Vùng trạng thái phía dưới sẽ bao gồm những thông tin chính như vận tốc, những biển báo giao thông hay biểu tượng dẫn đường, và sẽ hiển thị ở khoảng cách 3m so với mắt của người lái. Vùng thực tế tăng cường phía trên sẽ bao gồm những hình ảnh động như mũi tên điều hướng hay điểm bắt đầu và kết thúc của hành trình. Vùng hiển thị này sẽ tương đương với một màn hình 70 inch và tạo hiệu ứng thị giác trôi nổi ở khoảng cách 10m so với người lái hoặc xa hơn nữa tùy vào từng tình huống. Phần mềm AR Creator thuộc nền tảng thông tin giải trí Module MIB3 sẽ đóng vai trò điều khiển và tạo ra hình ảnh. Nó thu thập dữ liệu từ camera, radar và GPS, sau đó xử lý và kết xuất hình ảnh ở tốc độ 60 khung hình trên giây. Số lượng dòng code lập trình của AR Creator lên tới 600.000, nhiều hơn 50% so với hệ thống điều khiển của một chiếc tàu con thoi thế hệ đầu tiên. AR Creator có khả năng tiên đoán hành vi của phương tiện phía trước và của chính chiếc xe, dựa trên cơ sở dữ liệu từ các cảm biến. AR Creator cũng điều chỉnh hình ảnh ứng với dao động của thân xe, nhằm ngăn ngừa hiện tượng rung lắc gây gián đoạn cho màn hình. Màn hình AR sẽ hiển thị khoảng cách với xe phía trước, hay vạch đỏ đè lên vạch kẻ đường nếu xe có dấu hiệu chạch làn. Khi thực hiện chức năng điều hướng, một mũi tên trôi nổi sẽ hoạt động như một chiếc drone, nhằm chỉ dẫn hướng rẽ tiếp theo. Nếu hành trình phía trước là đường thẳng, mũi tên này sẽ tự động biến mất. Audi cho biết công nghệ này giúp cung cấp thông tin một cách trực quan, mà không làm người lái bị phân tâm, và chúng đặc biệt hữu ích trong điều kiện tầm nhìn kém. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết màn hình head-up display thực tế tăng cường của Audi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.